cả nhà nhìn kỹ nó nè nha, nha. Ổn tôi cắt bớt rồi ông ơi. Vậy. Ổn cắt bớt rồi, mấy thằng đi hớt tóc rồi đúng không? Không nó khoan nó cắt tôi rồi. Chết luôn. Nè. Trời ơi, trời chân mày mà gì mà kìa. Hết hồn vậy. Chân mày đổ phủ mà. Vậy hả? Chứ không phải là chân mày mà giá lỗ hả? Quá trời quá. Mẹ, bỏ xuống đây đi. Bỏ vô trong cái ấy đi. Bỏ thử. Nó xuống mà nó mắc cái gì cái này. Nó dãy rồi nó mắc xuống luôn. Nó gỡ ra được rồi. Cái gì cũng qua để 2-3 chạm hết trơn mẹ, một chạm không chịu. Mày vừa cấy được coi. Coi bắt mấy cái vô coi, coi bắt mấy cái vô hết đi. Rồi Điệp gửi lời chào cả nhà nha. Điệp chúc cho cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Cả nhà quen thuộc ở chỗ này không? Chỗ này ít rồi. Chỗ này là chỗ của nhà bè của anh Tâm. Đó, không phải nói là của cái nhà mà anh mang dép lộn của vợ. Vậy vậy đó hả? Mang một chân là một đôi khác. Chân này một chân đực, chân một chân cái. Rồi sư phụ gửi lời chào cả nhà nè sư phụ ơi. Rồi chào nha, mến chào các bạn mình nha, cả nhà mình nha, chúc một ngày mới vui vẻ nha, thành công trên mọi phương diện nha. Rồi đi đó, ở đây cho cùng đồng hành là có chú Sáu. Rồi chào ngày mới vui vẻ. Rồi sư phụ buông đây rồi, đẩy con đi. Trời ơi gãy sống rồi cha ơi, mẹ kiểu đó là kiểu chết à ơi. Rồi lắm. Nè cầm đi. Cắm cửa lại, thầy cho lên được. Mở hàng chày đầu tiên. Để ô cạn quá trời phụ. Cạn lắm phụ ơi. Lại đi. Giờ trên đó có cá đó. Ừ. Chân chày nữa không đâu. Cạn queo à, chừng 5 tắc, 6, 7 tắc, 4 tắc nước hả? Không có rồi. Rồi chày đầu tiên mình quăng cho nó vậy đi. Có không? Ông trà đó không bằng ngay chân cái chỗ cái bến tàu á, bến tàu chỗ đó là dữ luôn. Cạn ra hết trơn số luôn á. Cạn ra ngoài trơn hả? Đấy, có là nó nhảy rồi biết không? Ừ. Cạn ra ngoài rồi. Phải sư phụ gom, sư phụ gom. Nó queo rồi. Ừ. Đi
dưới thôi, nó ở dưới cái lường này. Hay. Thì bỏ vậy rồi. Đó. Ở dưới cái lường này nè. Dạ, nó đủ nữa, mình nhìn. Mình phải dòm thấy tới dưới mới được. Hay. Hay quá sư phụ ơi. Nó cạn queo như vậy mà có cá nó nghe anh em là sư phụ kinh nghiệm, sư phụ nhìn đó. Coi đủ mà kinh nghiệm mà. Sư phụ nhìn cái lường á. Là sư phụ biết. Cạn queo nhưng mà vẫn có. Công nhận sư phụ nhìn. Chú sao? Sư phụ nhìn cái lường hay lắm. Phải không hậu sư phụ nhìn cái lường hay lắm phải không chứ sao? Nhìn cái hẻm. À cái hẻm á hả? Ờ cái hẻm. Ghê vậy ông anh. Trời ơi rồi mới sống tới tuổi này rồi mà. Vậy đó. Ờ. Là phải biết cái lường cái hẻm hả? Không được. Thấy không? Thấy rõ ràng thấy vậy đó. Mấy ông tưởng là không có ha. Tôi nói là có. Ở dưới cái chỗ cái hẻm này nè, nãy mình tôi mò nó ra đây tôi đụng tôi mới nói cái này có hẻm mà. Cái hẻm mà. Nè cái hẻm nè. Cá nó khóa vô cái hẻm đó. Vậy hả? Ừ. Cá nó khóa vô cái hẻm. Chào lên ơi. Ủa mà thường á con cá chà Vinh với cái rảnh này nó đâu khoái đâu, đáng lý ra con cá lóc hả? Hả? Cá lóc hả? Trời đất, cái này là sư phụ nói nha, chứ đệ tử không nó chứ đệ tử không có nói nha. Rồi lên trên tiếp theo. Cá lóc vô hẻm. Cho nó vô cái gì lục bình luôn. Khỏi hả? Rồi. Chẳng lại được ơi, sư. Chặn đi, chặn lại đi. Cát trong quá nó cạn queo à. Chặn nó ở chơi. Trời ơi trời. Nó đang dính. Ừ, sao cái chài nó bị dướng cái chớp. Vô trong cái cục cỏ đó. Nó nằm ở giờ. Vô rồi. Vô rồi. Trong chài không đi ơi. Hả? Chài dữ lắm. Cái này là phải cho chú Sáu đi xuống lặn luôn đi luôn rồi. Cầm đi. Chú Sáu lui vô vịn cỏ được không? Hay con? Con hả? Lụm trái dừa khô hả? Được không? Ô cái dừa nhẹ queo rồi chú Sáu ơi. Thì bởi vậy ngay chăng cái chỗ đó nó là nó sâu á. Ok. Sư phụ gỡ xong rồi quay tiếp. Chài này là có nhiều. Thấy không? Tao xuống dưới ổng luôn rồi. Xuống đi. Rồi chú Sáu xuống nha cả nhà. Ở trong cạn. Chừng nào mà chỗ nào sâu á Điệp mới lặn cái máy hơi Điệp nó mới xuống. Điệp dưỡng sức. Cạn. Đó, nào chú Sáu đứng tới rồi đó. Mày vô trong á, lỗ trong á. Sao rồi? Lạnh hả? Lạnh nó gì mà cái mặt cay cay. Cà nhăn như khỉ à, ăn ớt à ông anh. Hơi tăng hả? Đò chăng chỗ bến đò hả? Được không? À. Vậy là đọc số điện thoại đi lại luôn. Rồi, đọc con nghe. Ờ, đọc đi. Nghe không, nghe chưa? Dám đọc số điện thoại không? Đọc đi số, đọc số điện thoại lại là điện banh máy đó nghe. Rồi, để vậy đó. Khóa như vậy đó hả? Rồi. Trời ơi. Trả em cái trong nước ngoài thì trả luôn nha. Cho số điện thoại luôn. Rồi, lụm luôn. Đọc luôn. Đọc luôn. Số đâu? Trời ơi trời. Ờ mấy cái bào. Ta đi nhớ lại coi. 0378. Rồi tiếp 0378. 5519.
0378 485 519. Rồi số điện thoại, số máy này cầm máy chờ đi nha. Rồi làm mai cho em là cái độ tuổi là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? À, 70 đó. Nhiêu? Dữ vậy? Từ 70 đến 70 á. Từ 70 cho đến 90 hả? Tùy anh đẹp à. À gừng càng già, càng dẻo càng dai hả? Tùy anh đẹp là mai à, anh đẹp là mai người nào em cũng dẻo hết. Vậy đó hả? Đang ấy. Đang ấy hả? Rồi ok lụm luôn. Ok lụm luôn. Rồi. Ăn không ngon ngủ mềm luôn. Nó có đụng đá trời. Ông anh này sao sao mà thịt nó cà giật cà băng hả ta? Lạnh hả? Nó tăng một chút hả? Vậy mà không có nhiều. Ở trời, sức bệnh chút nữa ngon quá trời. Không cũng được rồi, vô rồi. Không có lọt thấy cái lỗ nữa rồi. Cũng mới được dùng cái cầu này mới đã, cầu nó cám dữ. Có cao nhiều không? Có hơi đụng dữ lắm rồi. Tôi đã đụng mấy con mà. Chắc có cái con đó, chắc có cái vô đó. Có cái vô đó. Ủa mà chì lỗ chì nhầm gì. Có cái giá nào nãy vô trời nó quận đó. Xình không vậy? Rồi gửi giò đi lên đi sao? Cũng được. Con cá tôi tượng hả bộ? Ừ. Cá sơn con bự dữ bộ. Ồ. Cá sơn con chà bá cả nhà. Biết con cá sơn bộ. Cá sơn này mà được chừng dài chục con mà lớn ha. Con cá tới một chuyện luôn. Vậy con à cả nhà. Cá sơn con cũng không hợp cho. Ờ nó hụt quá. Rồi đi cho phụ quán cà phê, nó quán cà phê đâu đây mày. Ừ. Coi con ăn đâu. Quán cà phê đây mày. Quán cà phê đây mày. Lỗ chỗ này là nhớ không? Con cũng không có bự, con nãy là bự lắm mà. Chà nhóm vô tôi thiếu một coi. Cá cá vô đếm nha cả nhà. Này mình giải thôi cho con mé quá ha. Cái gì? Chà hả? Luôn. Giật máy hả? Không gai ba gai bông giấy. Ồ ồ bày cái cốc hết biết không. Vỏ vậy đúng hả đây. Rửa không nổi bông giấy. Dữ lắm mà. Trời ơi, lắm. Tiêu mẹ nó thôi. Dữ vậy.
cũng được. Ngon quá. Cái lỗ này sư phụ giá lành không? Lỗ này đúng giá lành, còn cái lỗ khác giá không có lành không ơi. Ừ. Hả? Ừ. Phải không? Ừ. Cái lỗ này, lỗ này giá là khích liền. Trời ơi, đi chài mà cái lỗ rách cái này nè, thứ gì chịu nổi không? Đúng. Cái này đúng không? Trên kéo bút trời mà rách không biết mà chết rồi. Ủa sư phụ họ gì vậy? Họ Đỗ mà tên Thừa đúng không? Hả? Họ là họ Đỗ mà tên là tên Thừa. Đỗ Phủ, con cháu Đỗ Phủ. Trên kéo quá trời kéo chịu không nổi. Trời. Trên. Gì đó hả? Lỗ mà cái tô. Cái tô. Nào? Lỗ bự nó ngon hay là lỗ nhỏ ngon? Lỗ nhỏ ngon rồi. Hả? Lỗ nhỏ ngon, dễ giá. Lỗ nhỏ ngon dễ giá hả? Ừ. Giá nó khích. Gì đó hả? Lỗ bự quá, chà bá. Ừ, chà bá hả? Cả nhà nhìn kỹ nó nè nha, nha. À. Ổm nó cắt bớt rồi ông ơi. Vậy. Ổm cắt bớt rồi, mấy thằng đi hớt tóc rồi đúng không? Không khoan nó cắt tôi rồi. Đó. Nè 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 nè. Trời ơi trời, chân mày mà về mà kìa. Hết hồn vậy. Chân mày Đỗ Phủ mà. Vậy hả? Ừ. Chứ không phải là chân mày mà giá lỗ hả? Ừ. Wow, trời ơi. Chết luôn thiệt. Ừ. Ông sao nè, trên này kéo nhẹ nhẹ đó nha. Lỗ quá trời quá đất. Yeah. Rồi qua xong bây giờ quất chạy vào đó đó, ngay trong chỗ cái bàn, cái bằng chỗ máy dầm nữa, chạy sát chỗ máy dầm nữa đó, thấy không? Cái đó kêu bằng chuối nước đó đó chú Sáu. Chuối nước đó mình ăn được nữa, nó nữa đó chú Sáu. Cởi cái chuyến này nó dính thì kêu chú Sáu lặn. Được không? Hả? Nó lặn bỏ chạy luôn. Vậy hả? Chú Sáu lặn được mà hả chú Sáu? Lặn thì được rồi, nhưng mà gỡ không được. Gì kỳ vậy? Mà gây bắt chạy đi. Hả, chạy gì ra à? Cũng như chú Sáu nói, chú Sáu là sao? Ê, chạy của ông chứ đâu phải chạy của tôi hả? Ra cái chỗ ấy rồi. Chỗ nào? Ra cái chỗ cây bụi dừa đó. Chỗ này quá trời, sư phụ tiếp. Ra cả nhà ơi. Lụm đó phụ. Giật máy. Mé này ngon gì lắm chú Sáu ơi. Có đụng không? Có đụng cá gì không? Ngon quá. Cái này lớp xét không à. Sụp nha phụ. Sụp lần lần nha. Sụp lần lần lên đi. Lụm cho cẩn thận à. Cho mình dính chà nó nè.
bự, cái bự đâu? Nó lên rồi xuống rồi trời. Hả? Có một cái gì chạy. Quay đi sao? Quay, quay 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 rồi xuống lắm đi. Có con. Chạy sao luôn, chạy vô cái cây ấy trong cái luôn ơi. Chú Sáu chưa chưa chú Sáu chưa được quay hung nha, nhà xem clip chăm chế nha. Ừ. Cái rảnh. Cũng được. Chú Sáu cho cầm cái máy quay chắc như trùng đóng quá. Được vài con. Có con cá này, con cá gì vậy? Anh em để lại bình luận anh em. Cá gì đẹp đẹp quá trời ạ. Nó nằm ở ở đây nè. Cái này nè. Đây. Ồ, con cá rảnh nó còn còn ở ở trong kìa phụ. Cá rảnh nó ở trong kìa. Con cá này giờ nó giống như cái con cá nâu á ha ha phụ. Nè, con nâu nó tròn đó. À, cá nâu nó tròn nè. Hồi nhỏ lớn giờ đệ tử chưa ê, ê còn cá nè. Hồi nhỏ tới lớn giờ là đệ tử chưa ăn con cá nâu bao giờ. Nghe nói thôi, nghe nói ăn ngon mà là nào chưa có ăn luôn á. Bứt ngang mẹ mấy cái coi. Dễ bứt quá. Cái gì này mà. Bứt tay luôn á. ông anh à, ông anh đừng có manh động. Cái này có tôm nè, lấy vô bờ. Lấy vô bờ vịn cái cây luôn. Chú Sáu mới nói gì Sáu? Nói coi. Nói coi. Điệp ơi em ngứa quá rồi. Vậy? Em ngứa quá rồi Điệp ơi. Dính nha. Chú Sáu chú ôm cả nhà cái cây này nha. Cái này giống thằng lằn ôm cột đình quá quá trời ta. Không có dính à, chắc cái chà chà trên mới dính cái trụ nó quá sư phụ. Chà trên tôm đâu bò hổm nó đi mấy ngày hết trơn mẹ nó luôn rồi. Hên không, còn không, còn không đó hả? Hết chạy đi, chạy tắm đi ơi. Phải lên trên nó rồi ông chụp con lấy cái chày mới được. Không cho nó máng vô trong cái đầu cây luôn. Máng vô câu xuống. Rồi là sư phụ chài rồi là đại tử cho nó lên. Cho nó máng vô đầu cây đó là tử tắt video một cái rồi là. Bỏ con ghe luôn nè. Thôi cái miếng dán ép mà. Lẫm đi, lẫm đi. Lẫm hả? Ừ. Rồi, chèo đi Sáu ơi. Không muốn vô bờ được rồi, đừng lên nữa, chặn vô. Tới chút xíu luôn rồi. Thôi được rồi. Là xong là đại tử tắt video đó. Dính nha, dính nha. Rồi đó, lụm rồi đó. Điệp tắt máy nha. Cá gì lắm mà. Vô rồi dấn nó bị ba cái chà trời
Gà nhiều quá. Gà nhiều quá. Ủa con cá mà nó vô trong này nữa kìa. Quắn vô quắn dây lên. Sao cho cái mũi em nó vô trong cho ở trong đó đi. Vô mát một cái nghe nha. Vô mát một cái rồi đầu máy quay tiếp. Vũ tiếp sư phụ một cái. Cho cái ghe cho nó vô trong này một cái. Uống gì lên đi, mỗi khi đánh cái cây. Cắt. Rồi lụm. Rồi chú Sáu đi lại lừa tiếp chú Sáu ơi. Ở đây nè. Nón coi. Cái gì vậy? Bớt bao nước ra đi rồi bỏ nó xuôi xuống đó. Quá trời anh em ơi, hồi nãy giờ chúng được có con chài đó. Còn nó nằm lớp dưới nhiều lắm mà chưa có ấy. Giờ mà đi được hai chài mà có thì cũng ngon lắm mà. Động rồi. Khiếp sợ cả nhà. Mai mốt mình làm hai chài, mình làm dưới con chài trên chài. Chạy nghe là tôi biết, tôi thấy con mé này ngon. Quá hay. Nè nghe nha. Nè. Sáng giờ mới chài có mấy chài được có bao nhiêu nè. Nhờ chúng được một chài này nè. Gọi Vũ đi sao ơi. Bị liền quá trời luôn rồi. Thấy ham thiệt ha phụ. Con cụ của con. Con cá sết à, thấy không? Đâu. Nè, cá sết cái này là hồi đó đây là Vũ mà. Hồi đó đây nhiều lắm, bây giờ nó hết rồi mà. Ôi, con cá dẫn. Gom xuống dưới này cái cây. Ông hồi nãy ông dở ông ngủ đẹp quý sao không? Đứng kia ông lặn trên cây này nè. Ông xéo xuống dở quá. Hả? Ông xéo xuống dở. Nó trôi. Nước á. Ồ con cá dinh. Chi tư cái là hết nói luôn á. Phải không? Trời ơi rậm. Chết tấm. Trời ơi là trời ơi. Có ra đúng anh ơi. Khó cái gì thì bẻ ngang mẹ nó. Cái gì mà tính kiểu. Khó ra lắm mà, ông anh ơi. Chậm chạp. Vậy? Thanh niên mà chậm chạp hả? Nói vậy. Cái này mà còn gọi là thanh niên hả? Lớp thanh niên lâu năm. Vậy? Thanh niên lâu năm. thanh niên lâu năm hả? Ừ. Sáng vậy ba chạy. Quá gà bớt. Ba ấy cái lỗ dữ. Ừ. Sáng dữ. Dữ. Quất chạy cái đủ ăn đi luôn. Một đề chúng chứ đủ mà chặt quơ chứ. Là người cũng còn cái muốn kia. Làm ăn mà thác bát hoài á thì ai mà làm cho nổi? Ai mà làm cho nổi hả? Đó thì chiếc máy này chạy lên trên đó ấy, trên đó chạy nó bằng trên nào? Trên kia kìa. Chạy đi. Hả? Ừ. Lụm cá bỏ vô một cái đi. Rồi sao chạy? À, lụm bỏ. Lụm cá là mình bỏ vô đi. Lụm cá bỏ vô đi. Đếm coi nhiêu con. Đếm. Trời ơi trời. Hả? Má ơi nha. Chọc con chọc vô chú Sáu à. Đếm này mỗi tay đi. Đếm này mỗi tay à, chú Sáu chưa khốt không à. Giết cái con cá sơn mà con bự hết biết cả nha. Đây cá kết nữa nè. Ờ vậy là được hai con cá kết hả? Trời ơi kìa, thấy hai con trắng hết trơn.
mái. Lui đi, mẹ lui vô dưới đây rồi cho. Rút chi? Có con hai con hồi nãy đầy 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 thứ ấy. Ít. Cái trời nó mới ngon. Quá trời nước vô lỗ tai. Rút dây sao rồi? Cũng được. Con cá này đại tử này bắt. Đụng nó ở dưới đi luôn. Rồi, vũ tiếp qua sơ sơ dây đi còn lặn nữa mà. Rồi, nè 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 đứng dậy vũ tiếp sư phụ cái. Để lại đi sao rồi? Để lại đi để con. Mày ra vũ giống. Cái chốt hả? Ê quá nghe kinh. Trời ơi, cái bụt này dữ lắm mà trời không dính. Dính hơi. Dạ cái sạc. Đẹp quá, lặng dưới nó mới nổi lên nó cá dữ lắm cha. Tôi hỏi chở 3kg 4kg không nó nói chắc được. Nó cá bự không à. Không biết có không mà đây nè. Lặng nó mới nổi lên nó thở như trâu. Khi 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 khi. Không thua cái chài mới nãy hả? Mới nãy điệp lặn xuống dưới là điệp đụng là điệp biết. Vũ 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 vũ. Còn một cái chài trên nữa. Phân dây phân gì lên đi. Để mẹ lặn hay gì đủ mẹ không tưởng hơi mẹ gì trên trời. Có. Lặn chứ không lặn. Lặn hả? Sâu không được. Chịu mở dây mở gì ra hết trơn cái trời. mới nãy đại tử lặn dưới là đại tử đụng có cái gốc đó phụ. Nó tròn ở trong cái gốc đó đó. Ôi ôi nó chạy hì hì á, cái vô đếm nè phụ ơi. Vô đếm thả về thả nuôi mới được. Ừ. Nè hết. Thằng ra. Khoan dỡ cái ấy lên. Dỡ cái ấy lên. Bỏ nó cái chỗ đếm về nuôi. Đánh con đây nè. Dỡ cái mí chì lên coi. Cái chỗ đếm ra coi. 4 5 con nặng. Ừ. Nhiều lắm. Nè nè nè. Biết đi. Còn đây nữa nè. Mày không có lo mày thấy số lùng đây con mà không có lo á. Đổ nước vô đó chưa? Đổ mới nước vô đi. Đủ điệp có đổ rồi mà. Rồi. Thêm món nữa đi. Giờ lụm cái có dầu đếm đi đi. Hồi nãy ông tôi kêu ông cầm cái chài là lúc đó là mấy cá giòn nó chạy nào biết không? Vậy nè. Ừ. Nó lên chết tao nói mày đó. Ừ. Nó có cá lên chết chạy sực 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 chết mà. Mẹ, bỏ xuống đây đi. Bỏ vô trong cái ấy đi. Bỏ thử. Bỏ xuống mà nó mắc cái này còn làm sao. Bỏ lên rồi nó mắc lưới nữa. Nó gỡ ra được rồi mà. Cái gì cũng để 2-3 chạm hết trơn mẹ. Một chạm không chịu. Mày có cái được coi. Coi bắt mấy cái vô coi. Coi bắt mấy cái vô hết đi.
chết. Điệp phái chặt 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 chú sáu. Ôi ôi cái chài này cũng không thua chài nãy, cái chài nãy 10 nhưng mà cái chài này cũng khoảng 7 8 trắng hết trơn nha. Nhưng mà con cái vô để cá vô mới chết. Đủ rồi. Đó thôi. Đi. Cái giờ đếm nha, nãy giờ giờ cũng nhiều rồi. Vậy? Cái khăn này giặt cái gì chù lô này đó nè. Cái khăn nó dính cái gì vậy vàng quét nè ông ơi. Ừ. Biết vô đi nè. Mà đi cho xa. Cái gì? Con cá ở đây mà đi cho xa. Cá ở đây mà đi đi cho xa. À, có nguyên liệu này hả? Chưa bao giờ bắt tao vô mà nghe. Đặt vô đi, lẹ đi. Nhấc lên là giải nè. Chạy nó. Ê, ê, ê. Ôm con cá chép chụp hình mà nó một cái chứ. Ừ. Nặng quá mẹ. Vậy. Cái này to à. Dạ. Yeah. À, chụp hình đó nha. Rồi. Hình làm kỹ niệm. Rồi, lên đường. Tiếp tục nhiều lắm lắm nha. Đóng ở, ở dưới này á. Viết này viết này. Viết là lẹ lẹ lên. Mau đi. Cái dịch bệnh rồi nó xuống. Thấm làm chiến sĩ rồi. Chết. Chèo. Nhảy vô liền. Diệt máy đi. Ok. Diệt máy cả nhà. Nổi lên đừng anh ơi, có cá. Không biết là nhiều hay ít thôi nha. Cũng đỡ đỡ à, mà nó có. Con vũ con cá vô đếm hai ba con nè. Nước lớn rồi. Bây giờ cầm chài cũng mở được ha. Thôi bắt mấy cái vô đếm ra đi. Mới thay nước á. Đại tử mới thay nước trong cái khoang cho nó mới lại. Dỡ mấy chì lên. Không. Vũ gần gần tới ở dưới này ha. Bắt mấy cái vò ra trước cái đi. Ê nó dính vô vò kìa. Rớt ở dưới con rồi. Kìa. Hai con, ba con. Cá ba lớn đây là 10.000 con nè, nó nè anh em. Đâu chú Sáu quay. Ôi ôi chút xíu dính cái giò rồi. Cái gì cái. Nè quay con cá vô đếm cái. Đây. Mà lớn đây là 10.000 con á, nó có nút. Nó có đếm nè, nút đen. Nó à. Mày chạy, khóa ra kéo lên đi rồi chạy vô máy đi, gửi cái máy đi. Còn chỗ nào cũng chạy nó không? Còn chỗ nào nước lớn rồi con, chỗ nào nó còn con. Hay vậy.
trong cái cầu mới làm sao cầu lộ Nguyễn Cử á. Trời ơi, đi tôi nó vô nữa nè. Đi vô. Trời ơi, chạy cổng gì không có. Chạy cái gì đó. Đi cổng à, tao mới đi cổng mà. Đi cổng hả? Thì là mấy hôm nay đi đâu mà sao? Trời ơi, tao đi cổng hả? Nói gì chứ bên đây là chúng được cái chạy mà không tưởng. Nói dần ra nó ghé lại nó cái vườn. Quá ngon. Tình thương mến thương. Rồi vô đi. Rồi, bye bye anh Tâm ơi. Ủa, cũng vẫn là chiếc dép này kia nữa. Kỳ vậy? Tại cái mô đen ta vậy mà. Cái mốt hả? Khá lợi Tâm. Còn có gì khá lợi nha. Khá đó có. Rồi thôi về cả nhà ơi. Mới xúc bỏ ra cái phần ngoài nhưng mà tát nước cái phần trong. Đón coi cái này có khoảng bao nhiêu ký chứ sao? Có 8 kg thì chắc 8-9 ký. Vậy đó hả? Vậy có dư chút đỉnh chứ, nói gì chứ có dư chút đỉnh. Thôi về nghiêng nha. Nó chứ nói gần nói đúng nha. 10 kg. Vậy đó hả? À, lên căng thẳng trước. Nói đúng là 10 ký. Còn mà nói mà nó mà nói theo người ta nói mấy rồi nó 6-7 ký, 7-8 ký thôi. Cái này là căng lên là 10 kg không hết. Có dư chút đỉnh. Ở quê đẹp thì nó ít cá hơn ở trên quê của Minh Khôi quê Lóc. Quê của anh Linh anh Chảnh thì thôi. Cá nhóc, cá bự bự không. Đi chài với chú Lực mình thấy ham. Còn quê đẹp mà đi chài nhiều đây là trúng rồi đó nha. Còn mà tay ngang mà đi chài muốn gì đây cũng hơi khó. Tại vì sư phụ biết điểm của cá. Rồi đó. Cái này có khoảng 9-10 ký rồi ta. Vàng đầy thùng. Trừ thùng trừ nước đó nha. Nghiêng cho nó chạy nước coi. Ơi, cam ghi còn một sức trời. Vậy đó hả? Ừ. Còn 7-8 ký không? Dưới 10 ký cho không với cái tiền đó. Ghê không? Dưới 10 ký cho không. Đổ cái thau kia ra. Rồi đây nè. Để lên cái này. Nhiêu? 8 ký. Trời ơi trời. Vậy? Sao đồ ngói này không có hả? Quá trời với trời. 11 ký lô tôi cho nó còn 10 à. Cũng 10 ký lô gửi. Cà cho, lâm. Cho này cũng còn 10 ký, thấy tôi nói đúng không? Ông nói chính xác không? Bây giờ đổ cái ở đây nha. 11 ký lô gửi. 11 ký lô gửi như trừ hết trơn cũng còn 10 ký lô cả nhà. Trừ như nước đồ với thùng rồi luôn á. Trừ cho cái ký gửi luôn á. Để lấy nước á, lấy nước á. Cái gì? Lấy cái gỗ đâu thử đi, gỗ lấy nước này rửa cái cho nó sạch. Thôi chỉ đổ đại qua đây đi, để lại ngoài đi, ngoài này nè. Ừ, đổ đại qua đây đi. Sao nước nó nhảy xuống đổ sao? Đụng mẹ nó qua đây đi. Xê chứ. Cái gì đâu. Con cá chị này rửa chiên. Nó ổng mất tiền đó. Nói vậy thôi. Cá ngon cả nhà. Bông. Nó còn thêm. Bê hả? Bỏ vậy. Đây bắt quả mình chở. Mày bắt gì đó bắt đi Vũ Điệp. Còn cái nào ấy thì để tao dự bụng của mẹ. Bắt về kho mục. Bắt cái gì kho mục không bắt đi nha. Hả vậy? Hả? Bắt sư phụ bắt đại cho đại tử. Không bắt kho mục này cá vừa thôi. Ờ. Cá này là kho không có nổi. Cỡ này nè, cá này ngon lắm nè. Đúng ý này. Chỉ cá nhỏ nhỏ à. Ừ. Kho mục ăn cho nó ngon. Một gỗ luôn nha anh em. 10 kg cá. Đụng mạnh. Dạ cái này để dành kho ngon lắm không Vũ Điệp ơi. Hả? Cái này kho để dành ngon lắm. Nó bự quá mình. Đúng rồi bự quá không, tôi bự quá tôi không có kho được nữa. Ừ. Có bự quá xương nó dữ lắm, không kho nó ấy dữ lắm phải không? Ừ. Cá cỡ này là vừa lắm nè, cá cỡ này là vừa, kho một cỡ này nè. Vừa. Con này cá bự bự tao. Còn mà như mà mấy con có con cá này mà chiên giòn á phụ. Ừ. Chiên giòn á nha, chặt kỳ đuôi rồi xong xuôi chơi mà. Mày bắt cá nhỏ đi. Là cho mày dễ bầm. Là ăn nó ngon. Bầm gì lắm mái chứ xây con cho bầm. Máy xây hả? Ừ. Vậy nè. Đi nữa nha. Thầy cho về trải nghiệm ấy nha nhà ơi. Nó quá đã. Có mấy cá chốt kìa. Bắt không nè? Bà Sáu. Bắt đây bắt quá cá chốt rồi hết cho sốc lên. Đủ mẹ ra đi. Ông đụng mấy cá ông vô trong đó đi tôi lựa cái bự đi cho. Cá chốt. Cũng là không có kiếm hoài cũng có ăn. Lừa cá chốt coi nha. Rồi mấy cá sơn bự nè. Cá sơn bự. Thì bo luôn. Rồi bo. Bắt
cá chốt rồi cho nó kiếm cá sơn. Bây giờ thầy cho mạnh bư vào là lựa nghe nha. Nè vui nha. Đó, con cá này về được ăn rồi, được kiếm con cá sơn thôi. Những cái cách sơn hả? Cách sơn thì sao? Tiêu. Mấy cá chốt bắt rồi sao hết đi? Bắt rồi vô bắt hết rồi, ai bắt cái con cá chốt rồi đâu? Đó. Rồi mấy cá cóc cho tao. Cá cóc cũng đưa cho ông hết chân rồi, tôi bắt cá ép cái này. Mẹ nè, giờ tôi chiêu. À, lựa ca kiếm ca cá nè nè đó đây vụ đẹp khoái nãy giờ đi kiếm nó sơn nha, về đẹp kho lạc á, rau sống chấm đồ với nói chung là cá sơn thấy vậy chứ thịt dữ lắm nghe, nó nhiều bụng đây nè, mấy cái này nè thịt lắm. Trời ơi, em hổm giờ đụng tôi giải anh trai, em thấy đụng cá bự khoái. Ca sơn sơn nè, sơn nào thì bắt cái thứ nào đó, bắt cái lựa chủng nguyên chủng nè, cá sơn nè. Cái cá sơn. Trời ơi, trời ơi, nói cái lửa cá sơn xong mà con khô nghe. Đó, về cháo vậy đó. Đây nè, về mà. Rồi giờ thầy cho lửa sơn qua cái mình bọc xè vậy đó, nó đã không? 1 2 3 là cái bằng là chấm xuống, anh năm xuống là tắm rồi. Không mấy rồi. Rồi, giờ được bọc về là đủ rồi. Đó, thấy không? Được bọc. Bữa nay cái này là về cho bả cạo được rồi. Đó. Thấy đi đâu cũng quật cô không bằng xứ mình ha. Kiếm đâu không? Nói chung tại mình muốn đi kiếm thôi. Rồi. Tay vô đẹp. Dạ. Hồi nãy ở trong á, cái chài mà đầu tiên mà giải cái chỗ bến lở đó hen. Là giải sát ở trên á là nó có mấy cái thớt trùng mà ấy ha, nó rớt xuống đó. Hoặc cái giò trong đó nó chạy hù hù hù. Để tôi chừa mấy cái này tôi cho. Quay gì? Sao được bọc rồi hả? Đúng, ngon lành ha. Chi nhau mà sống mấy ông anh ơi. Chi nhau mà sống. Chi nhau sống mấy ông anh mình ơi. Chi nhau mà sống thì thôi. Đó, quay đi. Bằng cái lóc không dài lúc hoài à. Để đi. Nhưng má ông anh có quà vậy. Tôi hỏi ngay chết chết nữa rồi. Chú sao? Bà kia gửi. Cái của tôi. Vũ đẹp. Ba cái máy. Đó, con chè. Hẹn ngày tái ngộ. Sao? Hẹn ngày tái ngộ. Còn đi bữa hai bữa nữa. Vậy đó hả? Ừ. Chú Sáu đi về nhà. Có chút cả nhà gì không? Phan lấy thuốc coi có chút cả nhà ngày mới vui vẻ. Vậy hả? Ừ. Cảm ơn chú Sáu nha. Chú Sáu đạp kìa tới tình tăng hai ơi. Thấy tội không? Ồ bữa hổm nhậu sao bị mất cái xe giờ mới mua xe mới hả? Vậy đó. Bộ hổng nhậu té không bắt cái xe luôn, nó hại sư phụ. Nhậu quên bỏ xe luôn rồi đi về mình không. Vậy đó hả? Té một cái rồi nhận bỏ xe luôn rồi về. rồi quay lại là mất tiêu hả? Quay cái gì sáng là con ra đi kiếm một khoảng ở đâu. Vậy đó hả? Mời các bạn uống nước trà nha. Vậy đó hả? Còn đệ tử nó khoái dừa cho nó uống nước dừa nha. Rồi mời cả nhà uống nước dừa nha. Thầy cho sư phụ uống nước trà. Hẹn các bạn mai mốt rồi mình tiếp tục tung tăng. À, ai mà khoái mà cái kiểu mà đi săn bắt đấy ha, mai mốt mình tiếp tục tung tăng nữa. Hôm nay trời cũng được mớ thôi chứ đạt yêu cầu thì nó chưa đạt không vậy hả? Như vậy mà còn chưa đạt hả? Chưa, trời ơi trời, mấy lúc trước mình trời hăm mấy ký lô mười mấy ký lô, còn này đâu có 9-10 ký, có hơi hám gì. Mấy lúc trước là mấy anh kia anh chưa có quằn nó chưa có quằn, bây giờ giờ quằn dữ lắm rồi. Lớp nào thuốc nè, lớp nào cào bọng đủ thứ, nói chung là ai cũng kiếm mưu sinh cũng chán cơm hết trơn á. Nhưng mà bây giờ nó hạn chế cá lại. Có mấy anh mà hoạt động bằng là chích tê điện á, là mấy thằng đó chơi không lợi nó. Mấy đó nó chơi vượt thời gian hả? Rồi thôi bây giờ điệp ốp máy nghe nha đó, hẹn cả nhà ra clip tiếp theo nha. Nhớ mà cho mà cái ông chủ kênh này dài nhắn nhá rồi bình luận gì đó nha, là ông khoái ổng ra một hai clip nữa nha. Vậy nha. Rồi, bây giờ đi bye bye cả nhà nha. Quý bà quý vị chú bác anh chị em. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe luôn nha. Xem clip của Điệp để cho Điệp xin một like nha. Điệp chân thành cảm ơn. Giờ nó thầy trò ngồi uống nước tâm sự tí xíu. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Bye bye.